chưa? Cái này này, cái này được nha. Thank you.
của mình trở ra những đóa hoa tươi đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cùng nồng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Thu Trang và Thành Nam ạ. Xin mời quý vị. Đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cùng nồng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Thu Trang và Thành Nam ạ. Xin mời quý vị. Chào đón toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, các cụ ông, cụ bà, cô dì chú bác cùng bà bè nam nữ thanh niên gần xa. Chúng ta đã bất chút thời gian và ngọc của mình và cùng trở về với trung tâm hôn trường cưới phía bên gia đình hỏi nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Thái Phương xin được thay mặt cho những người làm chương trình trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện Mạnh Hùng, truyền lời của phía bên hai gia đình và truyền lời của hai em Thu Trang và Thành Nam xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và kính thưa quý vị thân mến, khi nhắc đến tình yêu thì Thái Phương cũng như toàn thể quý vị chúng ta hiện diện trở về đây lịch lãm và tuấn tú được mang tên Thành Nam, đó là chú rể trong ngày vui. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ạ. Và kính thưa quý vị, có những câu nói rất là nổi tiếng rằng nửa chén nước không thể làm vơi cơn khát, nửa vầng trăng chỉ đủ cho kẻ mộng mơ, còn mơ sự thật thì không còn là sự thật, và tình yêu thì không một nửa bao giờ. Và đã có chú rể Thành Nam rồi, cũng xin được trân trọng giới thiệu một nửa yêu thương, một nửa trái tim đang ngồi cạnh chú rể, đó là cô dâu Thu Trang. Và ngay giờ phút này xin mời Thu Trang và Thành Nam cùng với đó là quý bà thân sinh ra hai em, chúng ta cùng đứng dậy ra mắt trước toàn thể quý vị cũng như cúi nhẹ một cái để chào toàn thể quý vị ạ. Và quý vị thân mến, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho chương trình đại lễ vô quy của hai em Thu Trang và Thành Nam xin chính thức được bắt đầu. Cũng như là MC giới thiệu thì em xin được giới thiệu lại là em là dì của hai cháu. Và hôm nay trong ngày vui của hai cháu thì xin được gửi tới toàn thể người dân bài hát Khách Đến Chơi Nhà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn dì đã cùng trở về chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu cũng như gửi những lời ca tiếng hát tới toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, có thể nói là một năm có bốn mùa và mùa đẹp nhất đó là mùa xuân, bởi vì mùa xuân có trăm hoa đua nở và trong tình yêu điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất đó là được gắn kết với nhau tạo thành một gia đình. Và để có được ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày tròn vẹn như ngày hôm nay thì chúng ta không thể không kể đến công lao của các đấng sinh thành. Thì ngay giờ phút này mời trở về phía khu vực sân khấu, tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện phía bên gia đình họ nhà trai sẽ cùng có đôi lời phát biểu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón ông ạ. Lời đầu tiên thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà và gia đình họ nhà gái đã đón tiếp gia đình họ nhà trai chúng tôi với tình cảm nồng nhiệt và mến khách. Vậy thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin kính chúc các cụ, các ông, các bà vui khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và bà con, cô dì, chú bác, bốn họ, hai gia đình, hai cháu Nam và Trang trong thời gian qua đã tìm hiểu và xây dựng thương yêu nhau, đến hôm nay được sự nhất trí của đảng, chính quyền của xã và đầu sự đồng thuận của bốn họ, hai gia đình và bạn bè nam nữ thanh niên Pun Đắp
Đến hôm nay, ngày lành tháng tốt hai gia đình, chúng tôi tổ chức lễ vui liên hoan mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và giờ đây là gia đình họ nhà trai chúng tôi đã trở về gia đình họ nhà gái để xin cháu về làm dâu của gia đình chúng tôi. Vậy thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái cùng gia đình họ nhà trai chúng tôi dẫn cháu về làm dâu tại gia đình chúng tôi. Và giờ để tiếp tục chương trình vui liên hoan mừng hạnh phúc cho các cháu tại gia đình họ nhà trai, thì họ nhà gái, thì gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng xin thông báo để tất cả các cụ, các ông, các bà làm mọi công tác chuẩn bị. Đúng 11 giờ kém 5 phút, gia đình chúng tôi sẽ xin đón cháu về làm dâu tên tại gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, vừa rồi chúng ta được đón nhận lời phát biểu trở về từ vị đại diện phía bên gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn ông, những người đã hôn chồng tác hợp cho tình yêu lứa đôi. Và kính thưa quý vị thân mến, xin trân trọng cảm ơn những người đã hôn chồng, cho cây xanh lá, cho cao xe tình, cho con thuyền được cập bến bờ hạnh phúc và cho tình yêu mãi mãi được tỏa hương thơm. Và để đáp lại tấm chân thành và ngọc của phía bên gia đình họ nhà trai, cũng xin trân trọng kính mời vị đại diện phía bên gia đình họ nhà gái sẽ cùng trở lên sân khấu và có đôi lời kết tình thông gia. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa đôi bên gia đình bốn họ, ngày hôm nay là ngày vui của đôi bên gia đình chúng tôi, là ngày hạnh phúc của hai con cháu của chúng tôi. Được sự ủy quyền của cậu mợ, tôi thay mặt họ nhà gái nay có trách nhiệm dẫn cháu Trang về làm dâu con gia đình họ Mạc bên nhà trai. Cháu Trang đã trưởng thành và lòng mong mỏi của bố mẹ sinh ra con, trai thì gả vợ, gái thì lấy chồng. Ngày hôm nay là toại nguyện. Sự hiện diện có mặt của quý vị ở khán phòng hôm nay rất đông, bên nhà trai, bên nhà gái và quý vị khách quý đều mang một tấm lòng đến đây cầu chúc cho hạnh phúc của hai cháu bền đẹp. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và thực hiện theo đúng nghi lễ, thực hiện theo đúng giờ giấc của bên nhà trai đã định. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, vừa rồi chúng ta đã được đón nhận hai lời phát biểu trở về từ hai vị đại diện phía bên hai gia đình, những người đã có công tác hợp hôn chồng cho tình yêu lứa đôi. Và xin được trân trọng cảm ơn hai ông rất là nhiều. Chúc cho hai ông có thật nhiều sức khỏe trên công tác xây dựng hạnh phúc gia đình cho hai cháu sau này. Và kính thưa quý vị thân mến, vào ngày giờ phút này chúng ta sẽ cùng viên mãn dự tính nước tiệc trà và cùng hướng ánh nhìn của mình trở về phía khu vực sân khấu và cùng đến với những khoảnh khắc vô cùng yêu thương trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cùng đến với những khoảnh khắc đó, xin được trân trọng kính mời Thu Trang và Thành Nam, hai em sẽ cùng khởi thân đứng dậy và trở về phía khu vực sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Không, đó còn bởi chữ hiểu và thương. Cũng giống như câu chuyện tình yêu của hai em chúng tôi, họ bắt đầu bằng một tình bạn thật là tuyệt vời. Và trải qua những tháng năm đợi chờ, trải qua những thử thách trong cuộc sống và trải qua những thăng trầm trong tình yêu, để đến ngày hôm nay, hai em đã quyết định xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và đó cũng chính là lý do mà toàn thể quý vị chúng ta hiện diện trở về đây để cùng chứng kiến nên một kết quả tuyệt vời như thế này. Và ngay giờ phút này chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc mà không thể thiếu được trong bất kỳ hôn lễ nào. Khoảnh khắc đó chính là chú rể sẽ cùng cho bông hoa cưới cho cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, để trọn vẹn niềm hạnh phúc, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc hạnh phúc đi ạ. Và quý vị thân mến, để nhân chất nghiên cứu của những nghi thức quan trọng trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời hai người mẹ thân sinh ra hai em ạ. Chúng ta sẽ cùng trở lên phía khu vực sân khấu, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, ngày hôm nay, người tự hào và hạnh phúc nhất là những người mẹ. Vậy chúng ta sẽ cùng dành những phút giây này để tôn vinh những người mẹ ạ. Chân trọng kính mời hai mẹ sẽ cùng trở về phía khu vực sân khấu ạ.
Có quý vị thân mến, và ngày giờ phút này chúng ta đã được chứng kiến ở trên sân khấu có một chiếc nón bài thơ. Và nón không chỉ để che nắng che mưa thưa quý vị, trong nghi thức này nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Và ngày hôm nay, người mẹ thân sinh ra chú rể đã mang chiếc nón bài thơ và đến để xin cô dâu trở về. Và ngay giờ phút này hai người mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ cùng cột lại chiếc một bên nón nữa, và sau đó chúng ta sẽ cùng đội lên cho cô dâu. Và kính thưa quý vị thân mến, nón lá thì không để che nắng che mưa, mà nón lá còn để che chở sớm trưa tối về. Và nón lá muốn nhắn nhủ bao điều, dâu hiền dễ thảo sớm chiều đoàn viên. Một tràng pháo tay thật lớn cho nghi thức chào nón cưới ạ. Để đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc, ngày trọn vẹn của con của mình, thì mẹ cũng có món quà dành tặng cho hai con với lời nhắn nhủ chúc cho hai con trong năm hạnh phúc suốt đời. Và truyền lời của hai người con Thu Trang và Thành Nam, cảm ơn món quà của mẹ, cảm ơn công lao sinh thành, cảm ơn công lao nuôi dưỡng, và cảm ơn mẹ đã cho con ngày hạnh phúc trong những ngày hạnh phúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn món quà của mẹ. Sau món quà của mẹ, hai em sẽ được vinh dự đón nhận món quà trở về từ em gái ạ. Xin mời em gái chuẩn bị. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ dành tặng cho mẹ những tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời món quà trở về từ em gái của cô dâu ạ, sẽ cùng trở lên dành tặng cho anh chị của mình. Xin được kính mời. Hiện diện phía trên sân khấu là món quà trở về từ em gái với những lời chúc phúc vô cùng tốt đẹp tới anh chị. Và tiếp theo với những sẽ cùng trở lại với lời phát biểu trở về từ vị đại diện phía bên gia đình họ nhà trai ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho bốn họ hai gia đình và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Thời gian vui liên hoan tại gia đình họ nhà gái thì còn rất nhiều, nhưng vì điều kiện thời gian nên là chỉ một ngày chỉ có một giờ, mà một giờ thì chỉ có một phút. Thế nên là bây giờ thời gian thì cũng đã đến giờ, nên thay mặt cho đoàn gia đình họ nhà trai chúng tôi xin phép các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị trong gia đình họ nhà gái cho phép gia đình họ nhà trai chúng tôi được đón cháu về hôn trường gia đình họ nhà trai để tổ chức vui liên hoan mừng hạnh phúc cho hai cháu. Vậy thay mặt cho đoàn họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn các vị, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái, và trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng gia đình họ nhà trai chúng tôi dẫn cháu về làm dâu tại gia đình chúng tôi.
và liên vui liên hoan mừng hạnh phúc tại hôn trường gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời, trân trọng cảm ơn. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng mời anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Với tư gia của phái đoàn gia đình nhà trai, sự kỳ diệu, sự tuyệt vời và sự ngọt ngào Thành Nam và Thu Trang để ngày hôm nay đây họ chính thức tìm đến đỉnh cao của tình yêu, đã chính thức gắn kết trái tim Thành Nam và Thu Trang
để ngày hôm nay đây họ chính thức tìm đến đỉnh cao của hạnh phúc và xây dựng hạnh phúc gia đình. Thay lời cho phái đoàn gia đình nhà trai, đứng lời cho chú rể Thành Nam và cô dâu Thu Trang xin nồng nhiệt và hân hoan chào đón tới toàn thể quý vị đã chính thức có mặt tại tư gia của phái đoàn gia đình nhà trai để cùng chứng kiến trọn vẹn chương trình đại lễ tình hôn chúc mừng người tình yêu của Thành Nam và Thu Trang. Vâng, kính thưa quý vị, quý với mà quãng đường tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, thì giây phút đây rất vinh dự cho tộc nhà trai chúng tôi đón tiếp quý vị khách quý hiện diện đông đủ để cùng chứng kiến giây phút tăng hoa niềm hạnh phúc của đại đôi bên gia đình, đặc biệt là chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và lời nói đầu tiên trang trọng nhất cho phép những người làm chương trình xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và cả trai và nhà gái thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu bố mẹ thân sinh cho chú rể Thành Nam và người cha thân sinh cho cô dâu Thu Trang sẽ trở ra bên cạnh con trai và con gái của quý vị để cùng ra mắt. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu người cha thân sinh cho cô dâu Thu Trang ạ. Xin mời ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu bố mẹ thân sinh ra chú rể Thành Nam ạ. Chúng tôi xin cảm ơn những tràng vỗ tay từ phần quý vị khách quý để cùng nồng nhiệt chào đón ạ. Xin mời ạ. Và xin mời cô dâu chú rể cùng song thân của cô dâu chú rể. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị, về phía phái đoàn gia đình nhà trai đang hiện diện cùng với con trai và con dâu yêu quý. Hiện diện cùng với con trai và con dâu yêu quý xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Quyền và bà Trần Thị Bắc là bố mẹ thân sinh nhà chú rể Thành Nam. Và xin mời hai bác chính thức cúi chào ra mắt tới toàn thể quý vị ạ. Và kính thưa quý vị, đã ghi chân tại phái đoàn gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay đưa người con gái yêu quý nhất của mình trở về với gia đình nhà chồng, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Chất là người cha thân sinh ra cô dâu Thu Trang. Và xin mời bác chính thức cúi chào ra mắt tới toàn thể quý vị ạ. Anh thì như ánh nắng ban mai mà em thì như dòng nước ban lành chảy qua. Để xuân lại tới mùa hoa, ta về xây đắp tình ta mặn lòng, ước mong nên vợ thành chồng. Thì hôm nay đây, trước sự chứng kiến của tổ thống quý vị, hai sợi chỉ hồng đã xe. Chúc mừng cho tình yêu của đôi Tân Nam và Tân Hương, Thành Nam và Thu Trang. Họ đã vượt qua không gian và thời gian gắn kết yêu thương, gắn kết tình cảm để ngày hôm nay đây họ đã chính thức thành vợ thành chồng lập thành gia thất. Con xin mời hai bố mẹ đứng dậy cho chúng con làm chương trình ạ. Vâng, kính thưa quý vị, xin mời cô dâu Thu Trang và chú rể Thành Nam sẽ cúi chào ra mắt tới tôi rồi quý vị ạ. Rất lưu ý tôi rồi quý vị là khi nào người dẫn chương trình trân trọng kính mời quý vị ngồi xuống để quý vị ngồi xuống cho ạ. Thưa quý vị, có lẽ giờ đây thì em xin được Thủy Long trọng tuyên bố chương trình đại lễ tình hôn chúc mừng người tình yêu của Thành Nam và Thu Trang được long trọng tổ chức tại tư gia của phái đoàn gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chính thức bắt đầu. Thân sinh ra chú rể Thành Nam. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến bố mẹ thân sinh ra chú rể Thành Nam chính thức trao tặng quà và chúc phúc hai con ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, quý đó đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước đời người biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ sinh thành ở đây. Ngày phúc ngày chúc cơ của hai con thì giờ phút này với món quà chất chiêu cả cuộc đời, ba mẹ đã chính thức hiện diện cũng như vừa trao tặng món quà cho con trong ngày phúc ngày chung đôi. Và xin lời cho cô sâu và chú rể xin chân cảm ơn tình cảm của ba mẹ rất nhiều, kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào, luôn luôn là cánh tương sáng, là điểm tựa vững chắc để cô sâu và chú rể vững bước cho con đường xây dựng hạnh phúc của đời mình. Và quý vị thân mến, những gương mặt đồng hậu, những nụ cười sảng sỡ vui tươi chúng ta không quên nổ chào vỗ tay tuyệt vời để cùng chúc mừng các bạn trẻ trong ngày vui hôm nay ạ. Ok, thưa quý vị, em xin là điều chúng tôi đã nói, tình công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn thì chảy ra mãi mãi và núi Thái Sơn mãi vững chãi ngàn đời. Cũng như mẹ sóng cả thì bạc đầu ra đôi cánh, lúc đường về cha ấp ủ cho con,
tình mẹ đó thì ngàn năm còn bão và gió đông về giữ ấm lại đời con. Dù cho biển tàn hay non mòn thì công ơn cha và mẹ mãi sau cuộc đời. Hôm nay đây đưa người con gái yêu quý nhất của mình, người cha thân sinh ra cô dâu Thu Trang, ông Trần Văn Chất, nắm tay người con gái yêu quý nhất của mình, đặt bao năm bàn tay con rể, chính thức trao gửi gắm người con gái yêu quý nhất của mình bao năm dạy dỗ nuôi dưỡng. Để ngày hôm nay đây cha chính thức trao gửi cho con rể Thành Nam. Có một trao con tay thật lớn từ bên quý vị. Và một lần nữa thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình, xin được chia sẻ kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà từ em trai chú rể Thành Nam. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, quý người em trai chào tặng quà. Và xin mời một tràng vỗ tay thật lớn từ quý vị ạ. Vâng, anh em những thể tay chân rất lành đùng bọc giữa hai đứa đàn. Ngày trước ngày chung đôi thì em trai cũng đang có món quà tuyệt vời dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Xin đối lời đôi bạn trẻ cảm ơn em trai rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, rất trân trọng và kính mến, để rồi cảm ơn cuộc đời đã cho anh được yêu em, được trao em tất cả những gì mà anh có, cũng như mơ ước và ngày đêm được nhớ đến một người duy nhất chính là anh. Và cũng cảm ơn cuộc đời đã cho anh được yêu em, anh hạnh phúc và mãi phải hạnh phúc. Có lẽ giờ đây, mọi trong giây phút thiêng liêng nhất này, anh vẫn nói với em một điều mà trọn đời anh không bao giờ hối tiếc. Anh yêu em, yêu trọn vẹn cuộc đời. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến nghi thức trao nhẫn của đôi Tân Lam và Tân Đường, Thành Nam và Thu Trang. Vâng, thưa quý vị và khách quý, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là hình ảnh của một cặp vòng nhẫn cưới. Nó không có điểm đầu và điểm cuối, và kể từ khi hai chiếc nhẫn được lồng vào tay nhau thì đó chính lúc họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Và giây phút thăng hoa chính là đây ạ. Xin mời quý vị khách quý những ánh mắt nụ cười ạ, chúng ta cùng hướng đôi mắt yêu thương của mình về sân khấu để cùng chứng kiến giây phút thăng hoa để bày phất của hai em ạ. Và cô dâu đang nói rằng chiếc nhẫn này là minh chứng của tình yêu mà hai ta phải trọn đời gìn giữ. Chồng yêu ơi, em dặn dò đôi chữ, trọn đời này bên em mãi nghe anh. Dù cuộc sống sau này lắm đổi thay, thế hãy kề vai và nắm tay em thật chặt, lúc gian nan, lúc em chơi vơi nhất, anh chỉ cần có em ở với tôi. Có xin quý vị một tràng vỗ tay lên thật lớn được không ạ? Và xin cảm ơn. Và xin mời cô dâu chú rể cùng bố mẹ cô dâu chú rể sẽ ngồi xuống. Xin cảm ơn. Từ xa của mái đoàn gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay, được chứng kiến sự có mặt đông đủ của các cụ, các bà, các cô, các chú, các bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên ở đây, thì chắc chắn rằng bác chủ đại biểu đại diện cho tân nhà gái sẽ rất là mong muốn và tâm đắc một điều rằng hôm nay đây vui ý trẻ thì đẹp lòng già, hai nhà như một thì một nhà như hai, hai gia đình vui. Thay mặt đại diện cho đoàn đại biểu họ nhà gái, được sự ủy quyền của cậu em tôi có trách nhiệm đưa cháu Trang về làm dâu con gia đình họ Mạc bên nhà trai. Tôi không có ý định phải căn dặn các cháu nhiều, vì các cháu đều sinh ra trong một gia đình có truyền thống tốt. Các cháu biết làm gì cho tương lai và hôm nay và ngày mai. Chỉ mong các cháu rằng dâu là rể hiền, dâu thì là dâu hiền rể quý. Các cụ ta đã có câu dặn, các cháu nên nhớ một điều. Lòng mong muốn của bác hôm nay đến đây là mong muốn như vậy. Và một ngày mai sau, các cháu sinh con đẻ cái, trai có, gái có, để đôi bên gia đình được vui. Ngày hôm nay, thay mặt họ nhà gái xin trân trọng và cảm ơn gia đình họ nhà trai đón tiếp họ nhà gái rất thịnh tình và niềm nở. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt hôm nay trong hôn trường sức khỏe và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, đúng là ý mẹ ý cha, lời vàng ý ngọc mà lời hoa chân thành. Cô dâu thì càng đẹp mà chú rể thì thật xinh, xây dựng mối tình hạnh phúc trăm năm. Kể từ nay thì chung chăn chung gối, chung cha mẹ và chung lối đi về. Đói no thì có tiếp có trà, còn hơn chung đỉnh mà giàu sang một mình. Trong nóng thì vợ bớt lời mà cơm sôi nhỏ lửa, chẳng đời là kê. Ý bác đại biểu đại diện cho dân nhà gái có muốn nói rằng sông Hồng, sông Luộc hay sông Trà thì ba sông để ôm lấy tình nhà người ta. Và sông Hồng kia, sông Trà kia hay sông Luộc kia có lúc đầy lúc vơi, nhưng vợ và chồng thì đừng có nặng lời với nhau. Đói no thì hạt muối lá do, ăn ở sau trước, trước sau cho mẹ toàn. Mời quý vị để cùng chào đón ạ. Trước khi vào phát biểu, tôi xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin chân thành cảm ơn và kính chúc các cô, các ông, các bà, các anh, các chị đại diện cho bốn họ hai gia đình
đã trở về ngôn trường gia đình họ nhà trai chúng tôi dự buổi vui liên hoan mừng hạnh phúc của hai cháu và mừng niềm vui của gia đình chúng tôi. Xin chân thành được cảm ơn. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu và toàn thể bà con bốn họ hai gia đình, trong thời gian vừa qua hai cháu Nam và Trang đã tìm hiểu và xây dựng lẫn nhau với nhau. Hôm nay ngày lành tháng tốt được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của hai gia đình và bạn bè nam nữ thanh niên vun đắp. Đến hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi sẽ tổ chức lễ liên hoan vui mừng hạnh phúc cho hai cháu và gia đình chúng tôi. Qua ý kiến của lời phát biểu của ông trưởng đoàn họ nhà gái, có đôi điều căn dặn các cháu thay mặt gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin ghi nhận những điều căn dặn của ông. Và giờ đây, từ giờ phút này, hai cháu đã lên vợ, lên chồng. Hai gia đình đã chính thức kết nghĩa tình thông gia. Vậy thay tình thông gia là hai nhà như một. Giờ đây tuy là không chung của nhưng mà chung con, nên hai nhà tình nghĩa sắt son, lo cho con cháu vẹn tròn là vui. Và cũng thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả anh chị em trong ban tổ chức đã chuyển những lời ca tiếng hát sâu đậm trữ tình đến với hôn hội của gia đình chúng tôi hôm nay. Và cũng xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị đại diện cho bốn họ hai gia đình đã trở về gia đình chúng tôi dự buổi vui liên hoan mừng hạnh phúc của các cháu. Và cũng xin chân thành cảm ơn những anh chị em trong xóm từ ngày hôm qua tới nay đã giúp đỡ gia đình, phục vụ cho gia đình được ngày vui trọn vẹn. Đến giờ phút này là gần như là trọn vẹn. Vậy và nhân tiện đây, ông cũng xin là căn dặn hai cháu đôi điều là từ giờ phút này hai cháu đã thành vợ thành chồng, sánh vai nhau xây dựng lâu đài hạnh phúc. Nên ông khuyên hai cháu hãy sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và giữ vững lời nguyền với nhau như cỏ hoa nguyền với mây trời, bạc đầu tình vẫn thắm tươi, hăng say lao động gấp 10 năm qua. Và chúc cho tình thông gia bốn họ hai nhà mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin trân trọng cảm ơn. Con xin chia sẻ với 12 vị trưởng đoàn, hãy dành cho nhau một nụ cười thật tươi và cái bắt tay thật chặt để thắt chặt tình thông gia kể từ ngày hôm nay ạ. Có một trăm bắt tay thân lớn từ quý vị ạ. Xin cảm ơn hai bác ạ. Để anh dắt em xin thanh hương lên.